Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Dằn Béo của mình. Hiện tại thì mình đang ở cái quán cà phê Angelinus. Thì mình nghĩ là mọi người sẽ không còn xa lạ gì với cái Angelinus đúng không? Thì đây là một cái quán cà phê mà nó đã xuất hiện trong quá nhiều cái phim truyền hình của Hàn Quốc, cũng như là ở bên trên La Lotte ở chỗ Liễu Gia nhà mình cũng có một cái Angelinus. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến Angelinus và thử một cái món ăn rất chi là quen thuộc với Việt Nam mình. Đó chính là bánh mì. Đây chính là bánh mì ở Angelinus. Thì cái quán Angelinus mình đang ngồi ý, nó ở gần cái bến tàu điện ngầm gần nhà mình. Thế là ngày nào mình cũng đi qua thì mình thấy kiểu mình thấy tự nhiên đùng một cái có cái một cái lít bánh mì như này này. Xong rồi kiểu như là cái phần bánh mì ý, cái nhân các thứ ý, giống như kiểu là cảm thấy giống cái cách của Việt Nam mình. Nên là mẹ quyết định là sẽ hôm nay sẽ quay một tập ăn thử bánh mì ở Angelinus xem là có giống vị của Việt Nam mình không. Thì hiện tại thì mình đã order 3 loại bánh rồi. Thì tí nữa nhìn lại ra bánh gì ra thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sau nhá. Đây là menu của Angelinus. Cái phần bánh mì này thì nó có một cái 5 loại khác nhau. Ở đây còn có chữ bánh mì Việt Nam này. Bánh mì còn có dấu đàng hoàng luôn ý. Thì đây mình sẽ giới thiệu từng cái cho mọi người một nhá. Thì đây là cái original này à, thịt, vị thịt này thì có giá là 7.000 thì khá là đắt đấy. Vị trứng này 5.000 rưỡi. Vị cheese với cả thịt gà thì là 6.000 rưỡi này. Vị ham với cả trứng này thì là 6.000 rưỡi. Và vị cuối cùng là vị barbecue thì có giá là cũng là 6.000 rưỡi. Thì tổng thể của nó thì cái vị original sẽ là đắt nhất là 7.000 một cái. Đấy, thì tí nữa ra thì mình sẽ bên này còn có đồ uống kiwi nữa. Chắc là mấy cái thứ kiểu cho mùa hè thì nó kết hợp với bánh mì thì sẽ được mua cái giảm giá của kiwi này nữa. Thì mình cũng order cái đồ uống này rồi. A few moments later. Cuối cùng thì cái phần bánh mì của mình cũng ra rồi đây. Khi mà mình bê nó lên ý, mình ngửi được cái mùi thơm ý, nó giống ý cái mùi bánh mì của Việt Nam mình luôn. Và đây là cái phần packaging của quán này. Ở đây mình sẽ có một cái chữ là đây là một cái túi giấy này, xong rồi là bánh mì này, xong rồi kiểu rất chi là kiểu làm rất chi là chuyên nghiệp luôn ý. Đây chỉ là một phần packaging của quán, nó kiểu sẽ kiểu như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bỏ từng cái giấy bọc này ra rồi cho mọi người xem nhá. Trước tiên là ở đây mình sẽ có một cái bánh là bánh barbecue này. Ui, bánh khá to luôn ý mọi người ạ. Đây là cái phần bánh này. Ở đây nhá, ụ thịt luôn. Đấy, đây là phần thịt là barbecue này, để xem trong này có gì. Đó, cả rau các thứ này. Ở đây thì bên này thì rau này, dưa chuột này. Đấy, ok, mình thấy là cái phần bánh này ý, cái này là 6.500, nó to mà nó ụ nhân luôn đấy. Nói chung là cũng đáng tiền. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt bỏ từng cái giấy ra một để thưởng thức review cho mọi người từng cái một luôn. Thì đây là ba cái phần bánh mì mà mình đã bỏ cái phần giấy bọc ở ngoài ra ấy, thì mình sẽ giới thiệu lại cho mọi người một lần nhá. Thì đây là em bánh mì thịt gà này. Đấy, cái phần bánh mì nó cũng giống đây cái phần thịt gà nhá, mọi người thấy không? Ụ nhân thịt gà luôn này. Đấy, ở trong này thì cũng có các loại rau thôi. Rau xà lách này, rau bắp cải tím này, đấy, thịt gà thì rất là nhiều. Đây trọng mình đây là thịt ức gà. Rồi, em bánh mì này thì đã giới thiệu rồi. Và đây là em bánh mì bulgogi. Chắc là em bánh mì 7.000 won đây. Nhưng mà giá, nhìn giá mọi người thấy không? Ụ thịt luôn. Đấy, một phần bánh như thế này. Thì bây giờ ngoài ra thì mình sẽ còn có, mình có gọi thêm hai cốc nước nữa. Để cốc nước kiwi với cả một cái cốc quả đào và có bưởi của Hàn Quốc. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái em bánh này trước nhá. Đây, ui, nó to một cách dã man luôn ý. Đây, ăn thử cho mọi người xem. Ăn này nó lo hết cả thịt ra. Không phải có cả trứng nữa mọi người ạ. Ở phần này có trứng này. Phần có trứng. Trước tiên là ăn phần bánh mì rất chỉ là giòn. Mình không biết là ở đây có dùng sả cho cái phần bánh mì, còn cái phần ướp thịt này không biết, nhưng mà người ngửi đến mùi sả nó hơi hơi giống cái mùi bún chả, thịt nướng bún chả ấy. Ngon lắm mọi người ạ. Ui, nhưng mà này ăn sao? Phần nước sốt là nước sốt tương ớt nữa. Trời ơi, nó cứ vãi tay tay này rồi. Ôi trời ơi. Mọi người thông cảm nhé.
vì cái phần bánh mì nó to quá, nó nhồi nhiều nhân quá, ăn nó cũng khó nữa. Ngon. Mình sẽ nhận xét cái bánh mì này luôn. Thì cái phần bánh mì thịt bulgogi này, thì cái phần thịt nướng nó sẽ giống cái mùi, mình thấy là khá giống cái mùi thịt nướng cho bún chả của nhà mình. Nó đậm cái mùi xả ấy, mình rất thích cái mùi này luôn. Phần bánh mì ăn giòn này, nhân ở trong này ngoài thịt bulgogi có quả trứng nữa. Trong này ngoài các cái loại rau thì còn có cả dưa chuột, cà chua các thứ. Nước sốt hơi cay cay, khá chi là hấp dẫn luôn ấy. Mình không nghĩ là ở Android nó lại có một cái loại bánh mì ngon như thế này. Mọi người nhìn thấy cái bánh mì nó rất là ụ nhân ý, thì mấy cái giá 7.000 luôn thì mình thấy khá là hợp lý. Nên là highly recommend cho mọi người, nếu mà sang Hàn mà thèm ăn bánh mì Việt Nam ý, thì có thể đến Angelino để gọi thử nhá. Bây giờ thì mình sẽ sang bánh mì thứ hai là bánh mì barbecue. Giờ thì trước khi tráng miệng để ăn hương vị khác thì mình sẽ thử cái nước đồ uống này của Angelino này. Là cái phần kiwi với cả phần nước ora. Đây, gần lại cho mọi người xem. Đó. Thì bây giờ mình sẽ uống thử. Mình là cái đứa mà không thích uống nước có ga, nhưng mà ăn cái bánh mì kiểu như này này phải uống kiểu coca, nước có ga thì nó mới dễ tiêu ấy. Ủa chua quá các mẹ ơi. Cũng ngon nhưng mà chua quá. Bây giờ mình sẽ sang bánh thịt gà trước đi. Cái bánh barbecue này sẽ để sau, vì lúc nãy vừa ăn thịt rồi, vừa ăn thịt bò rồi. Đây là bánh thịt gà nhá. Quay lại cho mọi người xem một cái gần này. Ở đây mình cũng là thịt gà ức thôi. Thịt ức gà này. Đó. Ở trong thì các loại rau slack, cà chua các thứ này. Có nước sốt, chắc là nước sốt gì vàng vàng không biết. Còn ở đây thì có nước sốt mayonnaise này. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho mọi người xem vị nó như thế nào. Mọi người thông cảm nhá. Phần thịt gà này hơi nhạt. Với mình ăn thì mình thấy hơi nhạt. Khi mà mình ăn cái vị thịt nướng trước rồi ý, thì ăn sang cái vị thịt gà này thì nó hơi nhạt so với một chút. Nhưng mà được cái là trong này thì như là có cả sốt bơ, kiểu bơ mayonnaise trộn với bơ hay sao ấy. Nó rất là ăn rất là ngậy với cả béo. Ăn khá là ngon đấy mọi người ạ. Mà mọi người không biết là có nghe thì cái tiếng bánh mì giòn rụm không? Cái bánh này mình đã để ra khoảng độ 10 đến 15 phút rồi ấy, mà khi mình ăn nó vẫn giòn. Ngon quá. Cái phần sốt kem ở đây béo ngậy, được, hợp lý, duyệt luôn cả cái em bánh mì thịt gà này. Thì bây giờ mình sẽ thử ra cái loại đồ uống thứ hai. Đây là cái loại nước quả, có bưởi của Hàn Quốc, cái quả chà mông, cái quả màu hồng hồng ấy. Thì bây giờ mình uống thử luôn trước khi sang cái vị cuối cùng. Bình thường cái vị chà mông ấy, cái quả bưởi Hàn Hàn Quốc ấy nó khá là gắt, nó vị đắng ấy, nhưng mà khi pha vào cái này mình thấy rất là ok. Ngon hơn cái vị kiwi này, cái vị này chỉ là gọi là hơi chua chua thanh thanh thôi. Ngon. Một cái bánh mì này với một cái cốc này quá là hợp lý cho một cái bữa trưa luôn ấy. Bây giờ thì mình sẽ thử sang cái em bánh mì barbecue này nhá. Cuối cùng là cái vị bánh barbecue này, thì cái phần thịt ở đây ấy sẽ là cái phần thịt xé sợ như này này. Đấy, mọi người thấy không? Cái thớ thịt nó sẽ khác với cả cái thớ thịt của cái thịt nướng, là cái thớ thịt xé sợi. Đấy, nhưng mà kiểu như là trong quá là nhiều nhân luôn ý. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Mùi thơm, thơm đấy. Mm.
quay những cái vlog mà kiểu ăn bánh mì như này, cảm giác là nó cứ bị hơi bẩn bẩn, như là mọi người thông cảm nhá. Cái phần thịt này không biết tả như nào nhưng mà không mình chưa thấy nó có cái gì đặc biệt lắm. Để ăn thử. Có hơi, nói là chỉ cái mùi nướng barbecue cũng không đúng lắm. Theo mình cảm nhận thì nó cũng không có mùi nhiều mùi barbecue lắm. Ăn riêng thử cái phần thịt xem. Có thoang thoảng cái vị mùi thịt nướng barbecue, mà cái mọi người ăn cái sườn nướng barbecue ấy thì sẽ thấy cái vị này rất là quen. Đúng. Ăn cái phần mà không bị dính nước sốt ấy thì mới thấy là cái phần barbecue khá là ok. Mọi người thấy nước sốt không? Nó tứa ra, nó chảy hết ra đây này. Mà ngon. Cái phần thịt barbecue ấy, khi ăn với cả bánh mì mà có nước sốt và rau ấy, thì nó sẽ không dậy cái mùi barbecue lắm. Nhưng mà ăn không ấy, thì cái mùi barbecue nó cũng có, nhưng mà không nhiều đến nỗi như cái mình mong đợi ấy. Nhưng mà mình vẫn rất thích cái bánh này. Cả ba cái bánh mình gọi hôm nay đều ngon. Mà đặc biệt nhá, cái phần bánh mì ý, nó giòn đến cái lúc, cho đến lúc mình ăn là bây giờ đã khoảng độ đến 20 đến 25 cũng đã trôi qua rồi mà cái phần bánh mì vẫn giòn. Nói chung là mình phải cho anh giấy nốt 10 điểm vì đã có cái bánh mì này. Siêu no luôn mọi người ạ. Lúc mà xem cái tờ quảng cáo của Angelina Nurse thì mình nghĩ là lúc nào bọn mình chẳng nghĩ là kiểu là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi, thôi mình cứ đánh đo là không biết là nó có giống như trong hình quảng cáo hay không. Nhưng mà khi mình bê ba cái bánh mì ra ấy, thì mọi người thấy đấy, nó ụ nhân luôn, nó không khác gì cái hình quảng cáo luôn. Mình nghĩ là với cái giá 7.500, lúc đầu nghĩ đắt cũng thấy hơi đắt, nhưng mà khi mà đã nhìn cái bánh mì hoàn chỉnh như này, một cái size như này mà ụ nhân ấy, thì cảm thấy là quá đắt, đáng cái tiền mà mình bỏ ra 6.500 cho một cái bánh mì. Trung bình là 6.500 cho một cái bánh mì như thế này. Khi mà mình ăn ấy thì mình thấy là cái phần bánh mì nhá, cái điểm cộng đấy là phần bánh mì giòn này, và cái mùi rất là giống mùi bánh mì của Việt Nam luôn ấy. Để đến khoảng 20 đến 25 phút là cái phần bánh mì ăn vẫn rất xin là giòn. Thứ hai là rau đầy đủ này. Rau thì cũng không thể nào mà có những cái loại rau giống của Việt Nam mình được, đây là thay vào những cái rau xà lách, bắp cải gì đấy của Hàn Quốc. Tiếp là cái phần thịt, những cái phần thịt ấy thì đấy, mọi người thấy rồi đúng không, nó ụ nhân lên ấy, mà chưa bao giờ mình ăn một cái bánh mì mà nó kiểu như nó đầy đủ, đầy nhân như thế này. Thì đây là ba cái điểm cộng. Có cái điểm trừ duy nhất mình nghĩ là cái phần bánh mì cho quá nhiều nước sốt. Ăn ấy, trong cái phần mình ăn đến gần cuối, càng đến gần cuối cái phần nước sốt nó càng nhiều, nên là cái phần nước sốt bị chảy ra ấy, với cả là cái phần u ruột ở trong thì nó hơi bị nhão nhũn nữa. Đây là đấy sẽ là cái điểm trừ duy nhất của mình dành cho cái món bánh mì của Angelina's này. Còn lại thì để mà mình so sánh những cái loại bánh mì mà mình đã ăn từng ăn Hàn Quốc ấy, thì mình thấy ở Angelina's thì là ngon nhất. Bánh mì Phượng mình ăn rồi, mọi người có nhớ cái tập của mình có cái bánh mì Phượng ấy, thì mình thấy cái bánh mì Phượng không thể nào bằng được cái bánh mì của Angelina's này luôn. Bánh mì Angelina's siêu ngon luôn. Không biết là mình có nói có quá không, nhưng mà với mình thấy bánh mì của Angelina's ấy siêu ngon luôn, ngon hơn bánh mì Phượng rất chi là nhiều. Nên là nếu mà mọi người mà đang ở Hàn Quốc chẳng hạn, hoặc là sẽ sang Hàn Quốc sau này chẳng hạn, mà khi mà món bánh mì vẫn còn, thì mọi người hãy thử ăn cái bánh mì này nhá. Mình thấy quá là hợp lý luôn. Nếu mà ăn một cái bánh mì để uống một cốc nước thì mình no chắc là đỉnh chiều luôn ấy. Thì chiếc vlog của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái chiếc vlog này, và đừng quên ấn đăng ký kênh nhá. Hãy cho mình nhiều động lực để mình có thể làm được những cái chiếc vlog kiểu như thế này nữa, và những vlog hay hơn nữa trong tương lai. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những vlog lần sau nhé. Đừng quên like, share và ấn đăng ký kênh đấy. Bye bye.